Hôm nay Minh Chiết vào nhà ngoại để bóng ra sân bóng tập sân bóng và các bạn cùng mình xem buổi tối đá bóng tại sân bóng đá mini Hiệp Phát nha các bạn. Từng bóng kìa đang. Cầu thủ chuyên nghiệp từng bóng chưa đầy hai cái. Được mấy cái. Ghê quá vậy ta. Ta gần rớt ta truyền đi. À, thêm một nghệ sĩ ra nữa. Đây là anh nghệ sĩ tài hoa trên sân bóng. Thầy chưa chỉ từng bóng hả Thịnh? Dẫn gì tạp chứ gì. Cầu thủ gì đâu học mấy tháng trời không tân bóng. Thank you.
Định Tân đi, Định Tân bấm đi. Thành Tuấn xích vô đi, tân bóng. Tập tân bóng đi. Rồi, bây giờ mình sẽ quay review lại cho các bạn coi xem hai sân bóng mà các bạn chơi bóng tại một buổi tối sân bóng mini khác nha các bạn. Thank you.